nhiên mà ta thấy được đau. Sau đó bảo đao bị ăn cắp, ta cũng không trách Quỳnh. Bây giờ ta có chuyện thứ hai kêu Quỳnh làm, Quỳnh nhất định phải làm. Trường giáo chủ, ở ngay trước mặt của anh Hùng Hào Kiệt, Quỳnh nhớ đừng nói ra rồi mà không giữ lời. Là chuyện gì? Triệu cô nương, cô muốn kêu trường giáo chủ chúng tôi làm việc gì cho cô? Hả? Đương nhiên, hai người có hứa với nhau trước, chỉ cần không trái với đạo nghĩa, đừng nói chỉ trường giáo chủ hứa, cho dù trên dưới của tệ giáo cũng sẽ tận tâm tận sức. Nhưng mà giờ phút này, lương thần các thần của trường giáo chủ và phu nhân mới tham bái thiên địa, các chuyện khác hãy gác qua một bên, xin đừng có nói lời cản trở. Chuyện của ta còn quan trọng hơn, không thể bị trễ một giây, nếu trễ nhất định sẽ có người hối hận. Chuyện thứ hai là huynh không thể thành hôn với cổ. Hả? Cô nói cái gì? Đây là chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba đợi ta nghĩ ra mới nói cho huynh biết. Chuyện này chỉ là khó tuân, nói ra không giữ lời. Triệu cô nương, chúng ta có nói với nhau trước, không thể trái với đạo đức. Ta và triệu cô nương đã có hôn ước với nhau, nếu như ta làm theo lời cô thì trái với chữ nghĩa. Nếu huynh lấy cổ mới là bất nghĩa bất hiếu. Triệu cô nương, ta kính cô là khách, như cô ba lời, nếu như cô còn nói bậy bạ thì đừng có trách ta vô lễ. Chuyện thứ hai, huynh thì không chịu hứa với ta. Triệu cô nương, chuyện đã đến như vậy rồi, ta hy vọng là cô hãy quên đi hết mọi chuyện. Triệu Du Kỳ ta chỉ là tên quê mùa dốt nát không xứng với cô. Được, coi cái này là cái gì? Cái này, chuyện thứ hai có làm hay không tùy ý của huynh. Triệu cô nương, xin dừng bước. Một, đi theo ta. Hai, là bái đường thành hôn với tân nương của huynh. Nam tử hán đại trung phu cứ do dự thì đừng ân hận suốt đời. Triệu cô nương chờ chút. Triệu cô nương, mọi chuyện từ từ tính. Được, ta đi với cô. Bây giờ đi vô lại sao? Đi theo huynh, đi theo ta. Yêu nữ này mê hoặc, quả nhiên bỏ tôi ra đi. Chị Như, chúng ta có hôn ước với nhau, Triệu Du Kỳ ta tuyệt đối không có nuốt lời, chỉ là hôn sự về lại vài ngày sau thôi. Huynh đi rồi thì không cần phải trở về. Hy vọng sau này huynh đừng có hối hận. Phụ đã giúp huynh ân trọng như núi, chỉ như xin hãy hiểu cho huynh. Vô kỹ, vô kỹ, vô kỹ, vô kỹ. Chính mắt các vị đã nhìn thấy, hôm nay chính là hắn đã phụ tôi. Chị của đứa bỏ, chị của đứa, 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 chị của đứa. Nói tôi biết, chị cô nương, chị cô nương ạ.
Triệu cô nương. Triệu cô nương. Cô không gì chứ? Từ nay về sau, Chu Chỉ Nhược ta và Trương Vô Kỵ ân đoạn nghĩa tuyệt. Tất cả hãy nghe rõ đây, Chu Chỉ Nhược này nhất định sẽ báo thù cho nỗi sỉ nhục hôm nay. Triệu cô nương, Triệu cô nương, Triệu cô nương, Triệu cô nương, Triệu cô nương à? Chưa chết rồi, tại sao lại đau quá, đau lắm. Cái này phật tổ Tiểu Hồng Liên hiệu quả khởi độc rất hay. Nè, đưa ta coi. Độc tính ta chậm quá. Mình muốn làm gì? Xin lỗi chứ. Huynh bỏ cô đi như vậy, thật ra huynh có nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ cái gì? Sao huynh không nghĩ coi cô cũng là đệ tử của danh môn chánh phái, tại sao lại biết võ công tà môn? Huynh cũng cảm thấy là không biết lại dạy cũ, còn độc hơn cả diệt tuyệt sư thái. Thực ra tại sao lại như vậy? Trương Du Kỵ nhất định là người của Minh giáo các người dạy. Trong giáo của ta tuy là ma đạo rất nhiều, nhưng mà không có ai biết một võ công này. Ngoài Di Bất Dương hút máu cần cổ của người ta ra, còn ta thì hút máu dạy của cô. Phải, nghĩa phụ của ta đang ở đâu? Cô hãy nói mau lên. Ta có hứa là dẫn huynh đi cứu ổng, nhưng kêu ta nói ổng ở đâu thì ta nhất định sẽ không nói. Không chừng nói ra là huynh sẽ bỏ ta lại không lo. Ta là người vô tình vô nghĩa vậy sao? Nhẹ tay một chút. Huynh đương nhiên là vô tình. Huynh vì nghĩa phụ của huynh bỏ lại nương tử đẹp như hoa như ngọc, huống chi là ta. Hôm nay ta phá hoại đêm động phòng qua chút của huynh, có phải huynh trách ta không? Ta đương nhiên là trách cô. Ta chờ sau này có vị anh hùng quân mã gia nào đó thành hôn với cô thì ta cũng tới phá một trận, cho cô không thể yên tâm lập tân nương. Được, nếu huynh dám, ta sẽ một kiếm đâm chết huynh. Sao lại thở dài? Ta đang nghĩ vì quân mã gia nào làm bao nhiêu việc từ thiện từ kiếp trước tích lại. Bây giờ huynh tích lại vẫn còn kịp. Kịp thiệt hả? Nè, cho ta coi. Hút nữa, hút nữa. Được rồi,
Suki Kaka, nếu mình có thể đi được như vậy suốt cả đời, Quỳnh nói coi tốt biết mấy. Phải, nhưng mà chúng ta còn phải đi cứu nghĩa phụ. Phải, Quỳnh thấy có lỗi với chung cô nương. Quỳnh nghĩ Quỳnh rất là có lỗi với cụ. Quỳnh hối hận hay không? Lúc đó Quỳnh bãi đường thành hôn với cụ. Hãy Quỳnh nghĩ tới muội, Quỳnh thật rất là đau lòng. Nhưng mà trong giờ phút này, nghĩ đến cụ là cảm thấy có lỗi. Vậy có nghĩa là địa vị của muội đối với Quỳnh khá một chút, phải không? Thú thật với muội, đối với muội, Quỳnh vừa yêu vừa hận. Đối với chị Nhược,